bản công bố thông tin dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân. Sau một thời gian dừng hoạt động, cầu Tân Kỳ Tân Quý đã thi công trở lại, dự kiến cuối năm nay hoàn thành. Hiện nay dự kiến cần khoảng 500 tỷ đồng để hoàn thành cầu. Đoạn đường dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý có chiều dài khoảng 2 km. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn đi qua quận Bình Tân từ đường Mã Lò đến đường Bình Long. Dự án mở rộng từ đường 8 đến 10 m lên 30 m, có chiều dài khoảng 2 km với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 3 năm 2023. Dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Phước Yên xuất phát từ đường Mã Lò, bây giờ Phước Yên đi vào đường Tân Kỳ Tân Quý để tham quan dự án. Đến ngã ba phía trước đường cắt ngang là đường Tân Kỳ Tân Quý. Bây giờ Phước Yên rẽ vào đường Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ra quốc lộ 1. Hai bên đường tại khu vực này, người dân đã trao trả mặt bằng cho dự án. Phía trước là khu vực cầu Tân Kỳ Tân Quý. Cầu Tân Kỳ Tân Quý có chiều dài 80m, rộng 16m, đường dẫn là 225m. Được khởi công đầu năm 2018 với vốn đầu tư là 312 tỷ đồng theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, dự án này mới chỉ xây được 70% và phải tạm ngừng cho đến nay do chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án sau đó bị đội vốn lên 668 tỷ đồng và một số vướng mắc khác. Hiện tại, cầu Tân Kỳ Tân Quý mới hình thành phần giữa cầu, xung quanh được bao bọc bởi lô cốt và hai cây cầu tạm bỡ bằng sắt để người dân đi lại trong thời gian chờ đợi. Phía trước là vị trí đường Tân Kỳ Tân Quý tiếp giáp với quốc lộ 1. Rẽ trái là hướng đi vòng xoay An Lạc, rẽ phải là đi ngã tư An Sương. Sau một thời gian dừng hoạt động, cầu Tân Kỳ Tân Quý đã thi công trở lại, dự kiến cuối năm nay hoàn thành. Hiện nay dự kiến cần khoảng 500 tỷ đồng để hoàn thành cầu Tân Kỳ Tân Quý.
Hai bên đường tại khu vực này, người dân cũng đã trao trả mặt bằng để thi công dự án. Bây giờ Phúc Yên tiếp tục đi tham quan dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý. Đến ngã ba phía trước, rẽ phải là đường Mã Lò. Đường hiện hữu Tân Kỳ - Tân Quý rộng từ 8 đến 10 mét, hiện nay được nâng lên thành 30 mét. Hai bên đường tại khu vực này, người dân cũng đã trao trả mặt bằng, hiện đang trải và lưu đá dâm. Cột điện hai bên đường hiện nay chưa được di dời. Hiện tại khu vực này cũng đang thi công lề đường. Đường Tân Kỳ - Tân Quý kéo dài từ quốc lộ 1 đến đường Cộng Hòa, đi qua quận Bình Tân, quận Tân Phú và quận Tân Bình. Hiện dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý chỉ kéo dài đến đường Bình Long, đi qua quận Bình Tân. Đoạn đường dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý có chiều dài khoảng 2 km. Con đường nhỏ, mật độ giao thông đông, việc kẹt xe là một tất yếu. Mở rộng con đường này là rất cần thiết để giải quyết nạn kẹt xe. Đến ngã ba phía trước rẽ phải là đường Gò Sòi. Phía bên trái tại khu vực này là nhà thờ Bình Thuận. Hiện trên đoạn đường này cũng đã lắp đặt đèn chiếu sáng. Bên trái là trạm y tế phường Bình Hưng Hòa. Kế bên là trường mầm non Ánh Mai. Tại ngã tư này, đường cắt ngang là đường kênh nước đen. Đoạn Phước Yên vừa đi qua, người dân đã trao trả mặt bằng. Hai bên đường đang trải và lưu đá dâm và đang thi công lề đường. Và bây giờ Phước Yên tiếp tục đi tham quan đoạn tiếp theo. Vừa qua ngã tư Tân Kỳ - Tân Quý và kênh nước đen, tại khu vực này một bên đường đã được rảy nhựa, lề đường đã được lát gạch hoàn chỉnh, lắp hố ga và đèn chiếu sáng. Một bên đang trải và lưu đá dâm chờ rảy nhựa và đang thi công lề đường. Phía bên trái có thể chờ di dời cột điện thì con đường tại khu vực này sẽ được rảy nhựa hoàn chỉnh.
Đến đoạn đường này hầu như đã được trải nhựa hoàn chỉnh, lề đường đã được lát gạch, hố ga và đèn chiếu sáng đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Đây là khu vực Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa, phía bên trái là lò thiêu Bình Hưng Hòa. Đường Tân Kỳ Tân Quý tại đoạn dự án mở rộng sau khi hoàn thành khá rộng lớn. Đến ngã tư phía trước đường cắt ngang là đường Bình Long. Đây là điểm kết thúc của dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý. Tại vị trí đường Bình Long cũng là ranh giới giữa quận Bình Tân và quận Tân Phú. Nếu mọi việc thuận lợi, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý hoàn thành vào tháng 10 này rất khả thi. Bây giờ Phước Yên đi vào đường Tân Kỳ Tân Quý hiện hữu thuộc quận Tân Phú. Hiện nay đường Tân Kỳ Tân Quý chỉ mở rộng đoạn đi qua quận Bình Tân, còn đoạn đi qua quận Tân Phú, Tân Bình chưa được mở rộng. Đường Tân Kỳ Tân Quý đi qua khu vực này rộng khoảng từ 8 đến 10 mét, khá chật hẹp so với mật độ giao thông như hiện nay. Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang lên kế hoạch mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long đến đường Lê Trọng Tấn, với mức đầu tư khoảng 4.100 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2024 đến năm 2028. Đến ngã tư phía trước đường cắt ngang là đường Dương Văn Dương. Đồng thời hiện nay, Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa lên 30 mét. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 600 mét, với mức đầu tư khoảng 1.345 tỷ đồng. Dự kiến triển khai trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. Đến ngã tư phía trước đường cắt ngang là đường Tân Quý. Trên đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn này, người dân kinh doanh mua bán khá đông đúc. Đến ngã ba phía trước rẽ phải là đường Lê Liễu.
Đến ngã ba phía trước rẽ phải là đường cầu xéo. Đi theo đường cầu xéo đến cuối con đường là tiếp giáp với đường Gò Dầu. Phía trước có bảng chỉ dẫn giao thông rẽ trái, hướng xe ô tô lưu thông đến đường Lê Trọng Tấn. Đến ngã ba phía trước rẽ trái là đường Sơn Kỳ. Đến ngã ba phía trước rẽ phải là đường Nguyễn Quý Anh. Đến ngã ba phía trước rẽ phải là đường Trần Văn Ơn. Đến ngã ba phía trước rẽ trái là đường Lê Trọng Tấn, đi theo con đường này là đi ra khu công nghiệp Tân Bình và quốc lộ 1. Vừa qua khu vực ngã ba đường Lê Trọng Tấn, phía bên trái là thuộc địa phận quận Tân Phú, phía bên phải là thuộc địa phận quận Tân Bình. Càng đi vào khu vực này, xe đông đúc hơn, xe ô tô xếp thành đoàn. Đến ngã tư phía trước, đường cắt ngang là đường Trường Chinh. Tại ngã tư này, vào giờ cao điểm, mật độ giao thông rất đông đúc, thường hay kẹt xe tại khu vực này. Đoạn đường tại khu vực này nếu được mở rộng là nỗi vui mừng của bà con nơi đây và các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Sẽ không còn cảnh kẹt xe triền miên tại khu vực này. Hy vọng dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý tại khu vực này sẽ được triển khai sớm.
Đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý từ đường Trường Chinh đến đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình. Mật độ giao thông tại đoạn đường này đông nhưng con đường khá chật hẹp. Đến ngã ba phía trước đường cắt ngang là đường Cộng Hòa, rẽ trái là hướng đi ngã tư An Sương, rẽ phải là hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả và sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là điểm kết thúc đường Tân Kỳ Tân Quý, bây giờ Phú Yên rẽ vào đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa hiện nay khá rộng lớn, nối liền với đường Trường Chinh. Tuy nhiên, các con đường xung quanh nhỏ hơn rất nhiều, tạo nên nút thắt cổ chai, nên giao thông tại khu vực này không đồng bộ, thường hay kẹt xe. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên TV, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.